các bạn. Hello hello hello. Thiếu cho các bạn chúng ta đến với bài tập số 3 trong chuỗi series 1001 bài toán tư duy dành cho các bạn lớp 5. Bài 3 của chúng ta ngày hôm nay như sau. Bạn Grace này bạn chọn ra 5 số khác nhau. Các em lưu ý ở đây đó là 5 số khác nhau. Từ danh sách 10 số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 biết rằng là trong đó chúng ta có 4 và 5 là cái cặp số duy nhất. Cặp số duy nhất duy nhất có tính chất gì? Cặp số duy nhất trong các số được chọn mà chúng chỉ cách nhau một đơn vị. Chúng ta kiểm tra thì chúng ta thấy là 5 trừ đi 4 đúng bằng 1. Tức là nó chỉ có một cái cặp số mà nó cách nhau một đơn vị thôi. Bây giờ hỏi tổng lớn nhất trong năm số đó là bao nhiêu? Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là các số có năm số được chọn đúng không các số được chọn nó sẽ là những khả năng nào nó sẽ là bây giờ chúng ta thấy là có cặp à, cách nhau một đơn vị duy nhất là 5 và 4 thế thì à, lúc này chúng ta thấy rằng trước này nó chỉ có thể là hai thôi đúng không Nó không thể chọn số 3 được hoặc là trước này nó có thể là là hai hoặc là gì nhỉ hoặc là một đúng không không thể là ba bởi vì nếu 3 ấy thì nó lại là 4 3 nó bằng 1. Vậy trước đó nó chỉ có thể là 1 hoặc 2. Thế còn đằng sau 5 này chúng ta cần phải chọn hai số nữa thì chúng ta có thể là chọn 7. Đúng không? Chọn 7. Nếu mà chọn 7 rồi thì chúng ta có thể là 7 với 9 hoặc là chúng ta chọn 7 với 10. Đúng không? Hoặc là chúng ta chọn 8 với 10. Rồi, ok. Vậy trong tất cả các tình huống này chúng ta thấy là tổng lớn nhất nó có thể là thế nào? tổng lớn nhất có thể của năm số đó. Sẽ là chúng ta thấy tổng lớn nhất có thể khi mà chúng ta thấy là 4 cộng với 5 thì chắc chắn rồi. Thế còn anh này, cái số đứng lên trước đấy lớn nhất có thể là 2. Đằng sau này chúng ta sẽ lấy 10 và lấy lấy 8 và 10. Bây giờ cộng lại chúng ta sẽ được kết quả là 29. Đúng không nào? Như vậy tổng lớn nhất có thể của năm số này đó là số 29. Bây giờ các em có thể lên MathX để chúng ta học các bài học thú vị và hấp dẫn nữa hơn nữa ở trên MathX. Ngoài ra thì các em cũng có thể đăng ký học ở uh, theo những cái khóa học ở trường toán online MathX. Chúng ta có thể vào cái website là trường toán online MathX sau đó chúng ta uh, đăng ký học cùng các thầy cô nhá. Đây chúng ta có trường toán online MathX ở đây. Nó sẽ có những cái lớp học À, gồm có thầy cô và từ 8 đến 12 học sinh, rất là thú vị và rất là hiệu quả. Còn bây giờ thầy hiếu chào tạm biệt và hẹn gặp lại.